Nè, ui to to, trời ơi táp khiếp luôn mọi người ơi. Rồi mình ơi, xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả anh em và mọi người đã xem video của mình. Rồi thì hôm nay mình có đi câu giao lưu với bằng Lĩnh. Bằng Lĩnh chào mọi người nè. Mình xin chào mọi người nha. Rồi thì hôm nay mình với Lĩnh sẽ đi câu ở một cái con kênh này. Kênh đây thì nó mương thì nó cũng không phải mương mà sông thì cũng phải sông. Đây là một cái kênh thủy lợi mà kênh lớn mọi người ơi. Đó, thì hôm nay mình với Lĩnh sẽ chiến đấu ở đây. Thì hiện tại thì Lĩnh cũng làm video mọi người ơi, Lĩnh sang bác nè. Thì hôm trước cũng có đi giao lưu với Lĩnh bữa rồi, mà bữa anh em đi cháy cháy mốm luôn. Anh đây cái chân quay gimbal của Lĩnh nè. Đó, mọi người thấy gimbal của Lĩnh đỉnh không? Rồi thì hy vọng hôm nay thì kiếm có lượng khủng kéo cho anh em mọi người xem nha. Thấy tình hình địa hình mương khá là đẹp mọi người ơi, bèo với rau muống biết kín luôn. Đây lầm lát nữa, đây là lậu cũng hơi bị đuối đây. Rồi thì bây giờ mình đi tìm hang nha, có cao anh em mọi người xem luôn nha. Rồi dưới đây là cái hang lưng khủng này, hang đây mình cao 3-4 con rồi đó. Không biết đợt nước này là rút xuống có em nó vào chưa đây. Mình làm khoái mấy cái hang này nè, lai rai có lương nó vào hoài. Ui mình thấy nó dần dần rồi ta người ơi, mình thấy anh như nước nó ực nhẹ nhẹ này. Ồ đó đó, trời ơi mà nó chật đau sẻn rồi. Không được chứ không khủng mọi người. Này này này. Đó, nó ngáo bắt đầu lên á. Ồ. Trời ơi. Đã không? Đớp vô nó giằng lên đã không? Tỳ ghê cái hàng này, nó có thế nè. Hàng này gặp con nào nó cũng tỳ ớt ác luôn á. Ừ. Chuyện này không khủng mọi người ơi. Con này chắc bạn con lần trước. Vào. Có lý lần trước con chắc to hơn đây đó, không mấy lần trước kia là con khủng. Nó cũng lại có lương là ngon rồi mọi người ơi, lại có lương vào là được rồi. Cái lai rai là có lương kéo. Được, ngon. Cái này là quá ngon rồi. Rồi. Được rồi nghe. Con này mình cao lưỡi lưới đại mới của mình nè mọi người ơi. Lưới đại mới của mình lại lên lương nữa nè. Đấy. Rồi, thì mình cho nó vào túi nghe. Rồi dưới đây mình tìm được cái hang nè. Đấy mọi người thấy nó thở không? Mà cái hang đuôi mọi người ơi. Cái hang đầu nó nằm trong này nè. Đó. Sẽ cào cái hang đầu nè, cái hang đuôi là nó thở lên nó xuống mà. Mà nó không mang, mới nãy mình xe rồi mà nó không mang. Đây là cái hang đào của nó nè. Mình xem mà không trúng cái đường hang của nó là nó không mang mọi người ơi. Ôi ôi, mọi người thấy chưa mọi người? Nó lú cái đào kia kìa. Nè mình thấy nó lú cái đào nè. Nè. Ui to to. Trời ơi táp khiếp luôn mọi người ơi. Con này to. Táp nghề đã không? Khiếp thiệt, tỳ kinh mọi người ơi. Tỳ đau tay luôn nha. Ui, gồng nó luôn mọi người ơi. Rồi, đang mập dữ. Không mùi ơi, trời ơi, to.
Phê chưa? Ui không không không. Wow, trời ơi nó đá mọi người ơi. Con này nó mốc rập luôn. Wow, mọi người xem cái đường hang này, hai cái đường hang đấy phê chưa? Rồi để mình chia sẻ này mọi người xem, nói chung vô cái tay áo của mình nè. Để mình chia sẻ này mọi người xem nha. Rồi đây mọi người ơi. Wow. Sướng. Trời ơi đụng khủng là thấy phê rồi. Ui con này to mọi người ơi, mấp ghê á nha. Đã không? Trời ơi. Cái đường hang mà mình thấy mình mê rồi mà. Mình cũng không nghĩ là nó to cỡ như vậy luôn á mọi người. Cái miệng nó nhỏ thôi chưa, miệng nhỏ mà cái mình to kinh không. Trời ơi nó lên nó táp nó múc nghe đã không. Coi cái bánh đùi của nó nè, nhìn dễ thương không. Bánh đùi nó to kinh không. Con này hơi ngán nha, con hơi ngán nạn, nhưng mà hơi ngán. Con này mà dài xíu nữa là nạn lắm đó, dài xíu nữa là 6 lạng cả, mình nghĩ cả đó luôn á. Mà con này chắc cả chừng 5 lạng rồi, 5 lạng cả đó rồi. Đúng đã luôn, cái đụng khủng kéo là sướng không mọi người ơi. Hôm nay mình câu lưới đại, lưới đại mới đã cảm giác liền, đụng men khủng là thấy sướng à. Có kéo cho anh em mọi người xem là đã rồi. Wow, ngon lành mọi người ơi. Đụng khủng là sướng. Lưới đại mà đóng mới dứ là con con này mà chạy cho nổi á. Lưới đây mình bao kéo luôn. Phê. Cái đụng khủng là thấy phê phê rồi. À, đây cái hang đuôi của nó nè mọi người. Hang đầu nó mới nằm trên này. Hang đuôi là mình có xe mà nó thấy nó ợt lên ợt xuống biết mà nó không chịu ăn. Mới tìm ra được cái hang đầu của nó. Đúng đã luôn. Rồi để mình tìm hang tiếp nha. Rồi thì hôm nay cũng câu được mấy con mọi người ơi. Trời mưa quá nên là mình với lính này cũng lo cuốn gói đi về. Trời mưa giờ mà mưa kinh luôn mà. Mình thì kiếm được 3 con mọi người ơi. Có được một con nhỏ sau này mình cao mà mình quay không được. Do trời mưa quá quay không được mọi người. Mình lĩnh thì cao được một con rồi, lĩnh cũng về luôn rồi. Lĩnh cao được một con cũng chắc cả 2 lạng. Trời mưa quá. Thôi tình hình thì mình muốn tiếp tục làm lưới câu lươn nha. Anh em mọi người nào quan tâm thì Zalo mình để trên màn hình nha. Anh em mua ủng hộ cho mình nha. Hôm nay lưới đại lập công mọi người ơi. Đây mình mới làm thêm một cái lưới trung này. Mà cái con lươn nhỏ sau này là mình câu bằng cái lưới trung này cũng được. Còn hôm nay lưới đại lập công, lưới đại mới của mình lập công này, lưới bự này. Rồi thì anh em nào quan tâm mua lưới câu lươn thì liên hệ trực tiếp với mình nha. Mấy lần tâm hơi à, tâm ba luôn, tâm lần ba cũng ngon. Mình xem thử được lớn được mấy lần. Trời chuyển mưa mọi người ơi, quê mình miền Trung bây giờ là cứ bắt đầu vào mùa là mưa rồi. Không lũ, không bão nữa mà bắt đầu là vào mùa mưa. Cứ lai rai là sáng mà tình tạnh được tí là bắt đầu qua trưa là bắt đầu trời mưa tầm tã luôn. Được 4 lạng à. Nam chứ. 5 lạng, 5 lạng mùi. Mình nhìn bây giờ nó lạnh quá mình nhìn cũng không rõ nữa. 5 lạng, lạnh về tay của mình bây giờ nó dợp luôn rồi mọi người. Xem này. Trời mưa nó thấm lạnh nó dợp hết tay luôn. Rồi thì cũng tạm mẫu nha. Bỏ cái gì cao ra để đổ ra dính. Cũng tạm mẫu mọi người. Cũng có lươn, có video anh em mọi người xem mà nó cũng vui rồi. Có được con khủng cũng được nha. Con này mà nếu mà nó dài dài xí là nạn đó. Nó nằm tầm 5 lạng mấy 6 lạng mọi người. Nhưng mà con này nó ngắn chuẩn mà. Rồi thì đến đây mình cũng kết thúc video nha. Cảm ơn anh em và mọi người đã xem và ủng hộ cho mình. Và hẹn gặp lại anh em và mọi người ở video lần sau nha.